Hohenier xóa thẳng danh hiệu top 5 Miss Universe lịch sử. Mới đây, Hohenier khiến dân mạng xôn xao khi danh hiệu top 5 Miss Universe trên Instagram của cô đã bay màu. Hiện tại, phần lý lịch Instagram của chân dài ED không còn bất kỳ danh hiệu nào ngoài phần giới thiệu là người mẫu. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, không rõ nguyên nhân là gì khiến chân dài ED phải gỡ bỏ danh hiệu cao quý. Trong khi đó, đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này. Cũng có thể việc treo danh hiệu không cần thiết với Hohenier, hoặc cô dọn dẹp Instagram để chuẩn bị cập nhật thêm những điều mới. Tuy nhiên, thực hư ra sao vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng. Trước đó cũng có rất nhiều mỹ nhân thành tích cao, thậm chí là Á hậu Hoàn Vũ. Hậu Hoàn Vũ cũng không để danh hiệu trên Instagram và điều này thực chất cũng không có gì quan trọng, tùy vào sở thích của mỗi người. Hohenier được biết đến rộng rãi khi đoạt vương miện Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Năm 2018, cô đại diện Việt Nam thi Hậu Hoàn Vũ Thế giới tại Thái Lan, lập kỳ tích top 5 vô tiền khoáng hậu. Cùng 5 người đẹp Tây Nguyên được chuyên trang Miss Sociology vinh danh Timeless Beauty, Hoa hậu đẹp nhất thế giới. Hãy like và tích chuông kênh CNews để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.